Rồi thì em xin chào tất cả mọi người luôn. Thì trước khi vô cái video mà em câu cá mọi người, thì em có một ít muốn nói cho mọi người dễ hiểu hơn cái video câu cá ngày hôm nay của mọi người. Thì hôm nay đi câu cá thì là em đi lúc gần về mọi người, thì nó là hết pin. Thì cái cá đó thì em bỏ vô trong nhà hàng mọi người, tại vì khi mình đi về cái can của em đựng 5 con đó mọi người, nó hơi có yếu á, em bỏ thẳng vô nhà hàng. Em định về quay cái lúc cân cho mọi người cùng xem luôn. Thì cái lúc đó thì cá nó yếu mọi người, thì em có định quay ra lại quay rồi, nhưng mà quay như vậy thì nó không có hay mọi người, tại vì mình bắt ở trong cái hồ hải sản nào quay thì nó không có thiệt đó mọi người. Thì nên mọi người xem thì mọi người thông cảm giúp em nha. Thì em chỉ có quay được cái lúc câu thôi, thì những lần sau em sẽ quay luôn cả cái lúc cân luôn nha mọi người. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem video. Thì bây giờ mời mọi người tiếp tục xem cái video đi câu cá của em ngày hôm nay. Hello, em xin chào tất cả mọi người luôn nha. Thì hôm nay thì đi câu vít. Đó, thì cũng mấy bữa không câu vít nè mọi người. Điểm trước câu vít thì thấy ngon nha. Thì đây là đồ ngày nè mọi người, chuẩn bị đi câu vít nha. Thì ba cần, thằng em nó đem tới hai cần thì em đem một cần thôi, em vít cần dài luôn nha. Thì em nó vít cần ấy, thì đây là đồ lặn nha. Đó. Thì em ở lại để tới tối để em lặn luôn nha mọi người. Mang xuống xuống đi rồi mang đồ xuống. Cầm bớt đồ xuống trước đi chứ. Đây. Cầm luôn một lượt xuống luôn đi. Đó, mất công. Này đồ ngày đây mọi người. Let's go. Thì mong cho hôm nay là dính được nhiều cá cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì em rất mong mọi người theo dõi cái buổi đi vít của em ngày hôm nay nha. Nãy giờ chú con nào ăn nha mọi người, nguyên dãy luôn. Thì chắc nước cạn là chút xíu chèo qua bên kia bóp mọi người. Cạn mới chích sắc mé này sợ cá nó chui vô. Cố dít mấy đường nữa rồi đi nha. Trên bờ ngồi đánh cho nó khỏe luôn. Đây trời đi quá, thả cái phao xuống mà nó cũng trôi quá trong. Dính cá mọi người, dính cá. Muốn mọi người. Cá đốc. Dính ngang, cá nhỏ mọi người. Con này để xíu lên trên nướng ăn. Trời ơi, lên đây bất ổn mà mọi người ơi. Đấy, hồi lúc nãy em đi lên cái đường này nè mọi người. Thì sóng nó đánh đó mọi người, sóng nó đánh gớt cần, gớt đèn lặn, gớt kiến, gớt banh, nói chung là đồ gớt ở ngoài hết luôn nha mọi người. Hên sao mà nó dồn vô cái lỗ trong đây tìm được nha mọi người. Trời ơi, anh em muốn chết cái chỗ này luôn, tại vì lúc lên cạn mọi người nó dồn á, cái súp nó không có độ nặng đó mọi người, nó trôi theo sóng á, nó cuộn vô mọi người, đập cái văng hết trơn luôn, gom đồ từ nãy giờ mới xong đó mọi người. Em tưởng em chỉ sợ mất đèn lặn thôi mọi người.
mất đèn lặn mà mất luôn cái kiếng lặn rồi là không có tìm được mọi người, là bỏ luôn mọi người. Hên quá, hên cho em là tìm được nha. Giờ tới chỗ rồi, giờ này em câu bóp ngay đây nha mọi người. Rồi chén mồi luôn mọi người. Cá bè quịch nãy giờ nó ăn hụt nhiều lắm nhưng mà không có trúng mồi nha. Chén mồi luôn coi coi chín không. Nãy có con mè quịch nó dí vô sát xong thấy nó luôn mọi người, táp xong rồi táp từ trong vô tới ngoài hụt rồi dí theo vô tới trong luôn. Ui được con cá mú. Ui được con cá mú xanh. Vô vô con cá mú rồi. Cá mú rồi cả nhà ơi. Đây nha, dễ. Cá mú xanh nè mọi người. Được con này nha. Chạy lẹo qua để nó rớt mọi người. Ui được con cá mú xanh. Đây là lấy cái can nha mọi người, bỏ vô can gọng sống nha để tối đem về bán nha. Có đem cái canh thêm gọng sống này. Đây đây mọi người ơi, cuối cùng cũng được một em cá rồi, mừng nha mọi người. Con này cũng bự nha, này hơn nửa ký mọi người, cá này hơn nửa ký thì cũng có giá trị mọi người. À, từ đừng bỏ ra để cũng chạy những cá nha mọi người. Em nó đem cái kìm qua kia rồi mọi người, kìm qua kia khó gỡ mọi người này rồi. Những mình gọng sống mình gọng cho nó đẹp nữa nha mọi người, chứ không phải gọng sống không đâu nha mọi người. Mình chọn cá nó đẹp nữa để cho người ta bỏ vô hộ mọi người. Nó đẹp con cá nha. Đấy, giờ em cột nó lại nè. Rồi, thả nó vô cái lỗ này thôi nè mọi người. Đơn giản thôi. Mở vô cái lỗ này là xong rồi mọi người. Hôm em cột cái là xong thôi, cột đại vô trong đây nè mọi người. Thì, cột đại trong đây nè mọi người chứ để hơi lỡ nước lớn đó mọi người. Mà xảy rồi. Em không biết cái gì nhưng mà xảy rồi.
thấy sóc lên rồi là dính lưỡi rồi chạy rồi. Trời ơi, cá bự mọi người. Rồi mọi người ơi, sảy nữa rồi. Rồi luôn, tới đây sảy con cá mú nữa mọi người. Trời ơi, cá mú bự ghê mọi người. Trời ơi, sát trong đây luôn. Thấy nó luôn mọi người. Em tới đây cố tình em kéo chậm chậm lại mà nó tắp meo quá mọi người, cá mú bự mọi người. Ăn nặng hơn con nãy biết nhiêu luôn. Trời ơi, xui thiệt. Em cố tình kéo chậm chậm để cho nó ăn mọi người. Nhái mọi người. Cũng bự nha. Rồi vậy cái gì nữa em ơi. Nhá mọi người ơi. Ê ơi, còn dính có một miếng. À dính cũng được rồi. Hai miếng. Lại gai. Ây da. Đưa nó lên trên núi cho nó nằm mọi người. Đấy, con này chút xíu mình làm mà ẩm thực nướng nha. Rồi, nó chảy hơi nhiều máu nha mọi người. Để mình che cái khúc này lại cái. Nó này tương đối to nha mọi người. Nó dãy ghê lắm mọi người, thấy gì nó dãy ghê lắm nữa. Hết chạy đó, dãy ra luôn rồi. Đây mọi người xem nó ạ. Cắn đó mọi người. Đây. Đó, mình tặng cá nhái nha mọi người. Xà này có món ăn rồi mọi người. Giờ mình tiếp tục ra câu nha. Con này cá hơi nhiều nha. Tiếp tục cá nhái bự nữa nha mọi người. Mình nó ngồi nhảy như là ngựa chứ mọi người. Nó là bự lắm nha. Wow trời. Nhái nó bự lắm mọi người. Ai nó cắn như thể đứt đầu luôn rồi. Đứt đầu này không sợ nha mọi người. Là chó cắn thoải mái luôn. Ôi con này bự hơn con nãy luôn. Ui con này bự hơn con nãy mọi người. Nó cắn ngồi em kìa. Ok. Nó nhỏ nó cắn gì mới em không giục đó mọi người. Nó không cắn là giục rồi. Rồi con bự con thì bự hơn con nãy nha. Ừ cắn đi, cắn đi đỡ giục. Ok, sảy 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 sảy. À. Cắn thì sợ đỡ. Quá thể con cá này nhảy rồi. Lôi lên đây luôn mọi người. Còn mình lên đây mình nhảy thoải mái đó, nhảy đi. Ô hai con bự mọi người, con này bự hơn con nãy nhiều nha. Con quỷ này cái mỏ nó đang hở thấy ghê quá đó, đó, đó. Đó mình thấy đó.
ra miếu mọi người. Sao gỡ nó. Ê à, con kia nó cắn nè mọi người. Ok mọi người. Hai con. Con này bự hơn con kia nhiều nha mọi người. Con này hơn 1 ký nha. Để mọi người coi nè. Dài không? Con này khủng lồ mọi người. À, giờ để ra đây nó xíu nữa đi mọi người. Trời cũng phải đem nó qua anh kia để em đổi đứt đờ mọi người, nó cắn cái đờ nè mọi người coi nè. Nè. Sắp đứt cái dây này luôn nè mọi người. Nó lộn mèo như là sento mà nó lộn hình hình ngoài á. Rồi giờ em qua đổi đứt đờ nha mọi người, để hơi đứt nha. Rồi mọi người ơi, ngày em mình dính cá muốn bự lắm mọi người ơi. Chạy qua mọi người, quay cho mọi người coi nha. Ồ con đó cả ký lố mọi người. Con này khó lên. Đừng có thả xuống nó chạy con cá. Nắm sợi dây rồi nó gãy cần câu. Ôi con cá mú kìa. Thả nó xuống cái lỗ đây cho nó bơi đi. Rồi quay gọi anh quay cho em nãy giờ rồi. Rồi thả dây ra. Rồi để vậy nó vậy đi. Rồi cá mú xanh bự nè mọi người. Mạnh đấy. Ủa mọi người coi con cá muống nè. Ôi. Con này phải gần 2 ký nè mọi người. Bự khiếp đảm luôn mọi người coi nè. Ôi. Mọi người bấm không kịp nó rồi, đây em dính con bự nữa nè mọi người. Trời em quên bấm nó quay mọi người. Thằng kia dính con, em dính con, đây hai con rồi mọi người. Ui sao con này cũng bự rồi mọi người, con này cũng có 8-9 lạng mọi người. Ui trời, quên bấm máy quay mọi người ơi. Ui. Giờ đem tới cái can bỏ nha mọi người, để nó chết nha. Về bán cá mú xanh nha mọi người. Ui nó bự mọi người. Ui trời 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 trời. Chạy quá mọi người ơi, cá bự. Con của anh em mới bự rồi mọi người. Con đó thấy gần 2 ký á. Con này bự nữa mọi người. Em nói xuống đó để bấm quay mà em cũng quên mất mọi người. Nó để bấm quay câu trước mấy cái mà quên mất tiêu luôn. Lẹ ra ngay để nó chết á. Chà ẩn dắt đi đường nào vậy ta. Lẹ đi lẹ đi. Con của em sắp sức rồi mọi người. Con của em còn có con lử à. Lẹ đi. Ăn nó làm hơi chắc chết con cá luôn quá. Em ơi nha, em ơi chết cá em ơi.
Ôi trời, dễ dữ vậy. Đưa kìm đây, lẹ lên. Kìm có đây đâu. Để trên này, để chạy lên. Cá còn ngần chắc chết luôn quá. Làm gì đâu ông ơi. Đủ. Con nữa mọi người, vô như này vô có mú bự rồi. Ok, mình thả nó xuống nha, cho nó sống nha. Đợi mày lấy xong kìm chắc cá chết hết luôn. Rồi ok, trúng mánh mọi người, trúng mánh. Em mà nhóm miếng củi nướng con cá này ăn nha mọi người. Đây, nướng con cá nhái bự này ăn nha. Thì bây giờ pin nó cũng sắp hết rồi mọi người. Thì bây giờ em nướng á, xong rồi em quay phút mọi người ăn nha, để dành pin tí có dính cá em quay nha mọi người. Rồi, cá giờ cũng xong nè mọi người. Mình thủ ăn miếng để tí câu nha mọi người. Quay nó cũng hết pin nè. Đây nè. Nắng sống nó bắn mãi á, lúc mình mới vô á sống nó hư cái máy luôn. Sao hư máy được? Nó đập cái đá hư sao? Nó cứ kêu con hả? Nó kêu bậm gì không mà hư? Có nó thì hư máy thiệt. Cái gì thì hư cái máy thiệt, sao hư được hư chả? Mấy câu mà mắm mày không? Không nướng một con hả? Ừ chứ nướng hai con sao đủ than. Con sợ ăn hết luôn. Hai con chắc ăn hết luôn, vừa bự lắm. À, ăn còn nóng mới ngon. Nước lớn sao xuống bỏ sấp xuống thì đi xuống thôi chứ đi sao xuống. Mũ đỏ. Mũ đỏ nha. Đó ngoài đó. Về nữa nha. Mũ cá nha mọi người. Mũ cá gì mọi người. Mũ có mũ mọi người. Mú bự, có mú bự.
bự lắm mọi người. Ôi trời ơi, con khủng tiếp nha mọi người, con cá mú khủng tiếp nha. Con này khủng tiếp nha mọi người, sai khủng tiếp rồi. Ui chà, sai khủng tiếp nha mọi người. Cá mú, cá mú canh đâu không? Còn quanh đây nè, quanh đây phụ anh đây. Nó vụt ra mọi người. Con này khủng nha, em sắp hết pin rồi, chắc em tắt xíu nha. Thì lúc nãy em chèo á mọi người, thì có cái ghe của chú này nè. Đó, chú này mấy anh này anh cho đi cá, anh thấy chèo mệt quá anh cho đi cá nha. Thì bây giờ cũng tới nơi rồi nè của chú anh chị. Thì bây giờ cũng quay sâu cho chú anh chị coi nha.